Mời các bạn xem kèo 4-4 rất hấp dẫn các bạn. Sổ 5 cây nha. Cái này là bộ 4 trẻ Tây Ninh đang hot trên thị trường chuyển nhượng hiện tại bây giờ các bạn. Bên kia là chú bộ đội tay trái Thọ Bến Tre, Châu Hòa Lạc, Phú Tân An Giang và Tony Triền Hai. Một đều. Đúng rồi. Quá ghê gớm cho bộ tứ trẻ của Tây Ninh. Vừa rồi có một quả trắng bóng trên lưới, quá sức mạnh. Thọ vừa công trên lưới, bóng ra ngoài. Các bạn hãy nhớ share và like và share kênh Đại Lâm Mua Đồ Giỏi các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Châu thật sự lên lưới quá quy lực các bạn ơi. Hai ba. Thật sự bền, quần đỏ, băng gói đen. Đánh số 2 thật sự quá khó chịu. 4-2. Sân banh này là đường hẻm 368 đường Tân Hương, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh nha các bạn. Tony Triền Hai vừa có một quả banh bỏ lỗ 2-3. Chạm thứ hai rất đẹp. 3-4. Bộ đội quá vụng về pha bóng vừa rồi các bạn à. 5-3. Bộ đội lên lưới thật sự quá ấn tượng. Anh ta dùng hai tay, tay phải như tay trái, hai tay như bộ đội BB rất dễ thương, quê Thái Lọ Thái Bình. Quá ấn tượng cho bộ đội, quả trắng thứ nhất và quả trắng thứ hai, Châu trắng dính lại. 5 đều. Bộ đội trắng ghê quá các bạn ơi. Xét banh này là Thọ không được giải phát nha các bạn. Sáu năm. Thọ quá thông minh, nhẹ nhàng tình cảm lấy điểm. Sáu đều. Hiện tại bây giờ bạc đang vô các bạn.
bộ đội trắng hay là không trắng các bạn ơi. Thằng em kia có một quả vừa quá quy lực. Bảy sáu. Châu vừa có một quả không mấy quy lực nhưng thật sự quá thông minh. Bảy đều. Bạc đang vô, hàng đang vô các bạn ơi. Quá ấn tượng cho cái cầu số 4 của trẻ Tây Ninh. Tám bảy. Thọ vừa có một quả kết thúc quá quy lực và chúng ta bền dâng lên nóc lưới. Tám đều. Quá pha bóng còn pha bóng quá hấp dẫn, quá hấp dẫn, quá hấp dẫn. Còn pha bóng thật sự quá hấp dẫn. Bộ đội đang ngồi và bộ đội ra được pha bóng tiếp theo là Châu. Chín tám. Đang tiếc cho thằng em trẻ số 4 vụt móc bóng bay ra ngoài. 18. Quá đẹp, quá ấn tượng. Pha bóng quá quy lực. Chín mười. Châu vừa pha một quả quá quy lực, bóng chạm tay trắng bay ra ngoài. 11 chín. Vui vừa có một quả lật truyền số 2 quá đẹp. Và bền quần đỏ băng gói đen không phụ lòng của Vui. Quá đáng tiếc cho Châu. Pha bóng bỏ lăn lưới bay ra ngoài. 2 đều. Chết luôn. Chết luôn. Tôi đi vừa chuyền bóng qua Thọ. Thọ không có được điểm rơi tốt. Và bóng dội bắt thủ lên và trẻ Tây Ninh kết thúc quả rất đẹp. 2-1, nãy điểm lộn á. 12-11. Mười hai đều. Những đêm cuối này rất căng thẳng các bạn. Quá ghê cho số 4. Đè tay bộ đội quất thẳng xuống.
13-12. Châu vừa kết thúc một quả rất quy lực. 13 đều. Thật sự quá ấn tượng cho bền quần đỏ. Anh ấy bật rất cao. Anh ấy cao tầm một khoảng 7m75 thôi các bạn. Nhưng mà anh ấy có sức bật quá ghê. 14-13. Kết thúc chương trình đài truyền hình đến đây hết. Bộ bốn trẻ Tây Ninh sinh viên Thắng Chu Bộ Đội, Thọ Bến Tre, Châu và Tony Trường Hai. Kết quả 15-13. Chúc các bạn xem bóng vui vẻ, an lành. Nhớ ủng hộ Sai và Le, Le và Sai. Kênh này Lâm Mua Đồ Dò. Cảm ơn các bạn rất nhiều nhé. Ok man.